Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn thân mến Hiện tại vàng thế giới đang ở quanh mức 1792,3 đô la Mỹ Trong phiên vàng thế giới đã tăng khoảng 10 đô la Với tỷ lệ 0,57% Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1782 đô la Mỹ và cao nhất là 1794 đô la Mỹ một ao. Đồng tiền điện tử Bitcoin trong phiên hôm nay đã tăng tới 1,62% và hiện đang giao dịch quanh mức 63.200 đô la Mỹ. Chỉ số u Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên đã giảm 0,15% và hiện đang đứng tại mức 93,612 điểm. Bên cạnh đó, Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục tăng điểm, tuy đã giảm 0,94% trong phiên và hiện đang đứng tại mức 1,688% một năm. Sau đây, mời các bạn hãy cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại thời điểm cuối ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 57.500.000 đồng một lượng, bán ra 58.200.000 đồng một lượng tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 57 triệu 500 000 đồng một lượng, bán ra 58 triệu 220 000 đồng một lượng, cũng tăng 100 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch ít chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700 000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 57 triệu 000 đồng một lượng, bán ra 58 triệu 000 đồng một lượng, tăng 200 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 57 triệu 400 000 đồng một lượng, bán ra 58 triệu 100 000 đồng một lượng, tăng 50 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 600 cho đến 700 000 đồng một lượng. Vàng pin tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 57 triệu 500 000 đồng một lượng, bán ra 58 triệu 150 000 đồng một lượng, tăng 200 000 đồng một lượng chiều mua và 150 000 đồng một lượng chiều bán. Vàng pin tại Hà Nội mua vào 57 triệu 500 000 đồng một lượng bán ra 58 triệu 100 nghìn đồng lượng, tăng 100 nghìn đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh tăng 50 nghìn đồng lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng PNG từ 600 cho đến 650 nghìn đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC mua vào 57 triệu 550 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu 100 000 đồng lượng tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại Bảo Tín Ninh Châu, mua vào 57 triệu 560 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu 080 000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng chiều mua và 60.000 đồng lượng chiều bán. Tại Mì Hồng SDC, mua vào 57 triệu 750 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu 050 000 đồng lượng, tăng 150 000 đồng lượng chiều mua và 50 000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng Eximbank, mua vào 57 triệu 600 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu 100 000 đồng lượng, tăng 250.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng ACB, mua vào 57 triệu 500 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu đồng lượng, tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng SCB, mua vào 57 triệu 550 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu 150 000 đồng lượng, tăng 250.000 đồng lượng chiều mua và 350 000 đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng TVBank Gold, mua vào 57 triệu 400 000 đồng lượng, bán ra 58 triệu 100 000 đồng lượng, tăng 50 000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Giá vàng SJC chỉ nhất ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 100 000 đồng lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 57 triệu 470 000 đồng lượng đến 57 triệu 520 000 đồng lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 58 triệu 200 nghìn đồng một lượng đến 58 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9 và nữ trang SJC Nhận bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 900 nghìn đồng một lượng tăng 200.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng đi trang số 9, mua vào 50 triệu 800.000 đồng lượng, bán ra 51 triệu 600.000 đồng lượng, tăng 200.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng đi trang 24K, mua vào 49 triệu 889.000 đồng lượng, bán ra 51 triệu 089.000 đồng lượng, tăng 198.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng đi trang 18K, mua vào 36 triệu 854.000 đồng lượng, bán ra 38 triệu 854 nghìn đồng lượng, tăng 150 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nít trang 14K, mua vào 28 triệu 236 nghìn đồng lượng, bán ra 38 triệu 236 nghìn đồng lượng, tăng 117 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nít trang lượng 10K, mua vào 19 triệu 669 nghìn đồng lượng, bán ra 21 triệu 669 000 đồng lượng, tăng 83 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch hôm nay cuối tuần thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021, xu hướng tăng của vàng chiếm ưu thế hơn hẳn. Ba phiên giao dịch vừa qua, giá vàng nhích nhẹ nhưng vẫn còn nhiều rung lắc trong quá trình đi lên. Theo nhận định của các nhà phân tích, vàng đang hướng tới mục tiêu chinh phục 1.800 đô la Mỹ một ao trong ngắn hạn khi áp lực lạm phát ngày càng lớn. Nhà phân tích nhấn mạnh tới đường kháng cự của kênh xu hướng vẫn là điều mà vàng vẫn chưa thể chinh phục các nhà giao dịch vàng hiện đang chờ đợi thông tin về chỉ số pma sơ bộ của khu vực đồng euro và hoa kỳ để đánh giá về sự phục hồi kinh tế có đồng đều và ổn định hay không thông tin về chỉ số pma luôn có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và đồng đô la qua đó ảnh hưởng tới giá vàng bài phát biểu của chủ tịch fed ông power cũng sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi tuần này chúng ta đón nhận khá ít thông tin kinh tế quan trọng Mức kháng cự của xu hướng tăng nằm ở vùng 1795 đô la Mỹ sẽ khiến cho phe mua vàng chuồn bước. Tuy nhiên, nếu chinh phục thành công, vàng sẽ sớm trở lại mức đỉnh của tuần trước là 1801 đô la. Nếu vàng không giữ được xu hướng tăng, giá vàng có thể giảm trở lại mức 1779 đô la Mỹ. Sau đó, ở mức 1777 đô la sẽ là hỗ trợ tốt vì là đường hỗ trợ của xu hướng tăng hiện tại. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng khả năng sẽ vẫn rung lắc theo xu hướng tăng bởi chỉ số đồng đô la vẫn đã suy yếu. Nếu như giá kim loại quý duy trì mức hiện tại, ngày mai thứ Bảy 23 tháng 10, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng của thế giới và ngược lại. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 trên kênh của Minh Phát cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn buổi tối sức khỏe, tràn ngập niềm vui bằng người thân và gia đình. Nếu như các bạn yêu kim lại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.